chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Khải Cảnh của mình. Thì bữa nay mình sẽ cho bầy cáo màu của mình ăn cái thức ăn mà mình tự làm từ trứng gà đó. Thì hôm bữa nhà mình có cái trứng nó bị bể, có cái trứng gà nó bị bể mà cũng không xài vào việc gì hết. Mình thấy bỏ thì ổn, thành ra mình lôi ra mình làm thức ăn cho cái đàn cá của mình luôn. Và sẵn trong video mình sẽ chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về tự làm thức ăn cho cá màu đó. Và các bạn theo dõi video và xem mình cho cá ăn nha. Đây là cái thức ăn mà mình trộn từ cám với lại trứng gà nè các bạn. Đó, thì trộn với trứng gà đó thì nó sẽ vón cục nha các bạn, nó sẽ vón cục. Mình phải làm khô nó, giờ mình sẽ bóp nhuyễn nó ra trở lại. Đa số thì nó sẽ vón cục do cái trứng gà nó có độ kết dính rất là cao. Đó, và mình cũng phải làm ha. Khi mà muốn cho cá ăn cái này á, mình cũng phải làm cái máng ăn nè. Chứ nếu mà có trộn cá mà có trộn trứng gà vô thì mình bảo đảm là nó sẽ chìm rất là nhiều, nó chìm nhiều hơn nổi nha các bạn. Đó, bỏ vô thì một chút xíu nó nở là mấy con cá nó lôi lên nó ăn. Bầy này thì nhiêu đó là đủ rồi đó nè. Đó thì các bạn chú ý khi mà làm thức ăn từ việc trộn cám và trứng gà thì trứng gà nó rất là bổ dưỡng, ai cũng biết rồi nha, ai cũng biết cái vấn đề là trứng gà nó rất là bổ dưỡng. Nhưng mà đâu có ai để ý tới cái vấn đề là cái thức ăn mà làm từ cái trộn giữa cái cám là cái đồ đã được làm chín rồi, thành ra được bảo quản rất là lâu ha, bảo quản được trong khoảng thời gian rất là lâu, từ khoảng 3 tháng tới 6 tháng tới 1 năm luôn. Nhưng mà cái trứng gà lại là cái đồ tươi sống, nếu mà các bạn không làm chín, các bạn không có cái biện pháp bảo quản tốt á, thì cái thức ăn của bạn làm ra nó sẽ rất là mau hư. Đó, mà nó hư thì các bạn cho đàn cá bạn ăn thì bạn hiểu rồi đấy. Thành ra mình đó thì có hai cái phương pháp để mà làm cái cám này, làm cái cám này bảo quản được khoảng thời gian tốt hơn. Thì bữa nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái phương pháp thứ nhất của mình là các bạn rang, các bạn làm chín lại cái đồ các bạn trộn bằng cách là các bạn bỏ vô chảo, các bạn rang khô, đừng có cho dầu nha. Cho dầu vô là các bạn cho cá ăn là hư nước á. Đó, rang khô thôi, đừng có cho dầu. Đó, cái thứ hai là bạn bỏ tủ lạnh như mình ha, tự động thì nó sẽ khô, không đem ra phơi nắng, không ấy. Đó, nếu mà bạn thích các bạn đem ra phơi nắng cũng được, nhưng mà mình bỏ tủ lạnh ha. Mình trộn xong rồi mình mình cố ý mình trộn cám hơi nhiều chút xíu, đừng cho cám nó khá tơi ra. Đó, xong rồi mình đem vô tủ lạnh, mình bỏ ngăn mát luôn, là tự động cái tủ lạnh nó sẽ làm khô cái cám cho bạn, dạng như sấy khô đó, sấy lạnh đó các bạn. Nếu mà những bạn mà có học về điện lạnh đó, thì các bạn biết cái này là sấy lạnh. Đó, có một số thực phẩm các bạn không thể sấy nóng được thì bạn sẽ sấy lạnh, tại vì do ban đầu cám của mình đó, nó có trộn, mình có trộn men tiêu hóa vô. Đó, mà cái men tiêu hóa sống á thì các bạn biết là nó đâu có chịu cái nhiệt độ cao, phải không? Nó đâu có chịu cái nhiệt độ cao. Đó, rồi là bắt buộc mình phải bỏ vô tủ lạnh. Nếu mà không á, thì mình đã đem đi mình rang nó lại xong mình đem ra mình phơi nắng lại thì ok. Cái trứng đó các bạn có thể bảo quản được từ 1 tuần lễ tới 15 ngày khi mà bạn bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Còn nếu mà bạn không có mà bảo quản tốt á, thì cám nó hư thì bạn cho cá ăn thì lúc đó là nó sẽ phản tác dụng. Cá của bạn chẳng những nó không mau lớn mà nó còn bệnh tùm lum tà la, rồi nó chết từ lưa hột dưa nữa. Đó là cái lời khuyên của mình khi mà bạn tự làm thức ăn cho cá bảy màu. Thì các bạn thấy mình cũng thường hay trộn cám nhưng mà đâu phải là cám gì mình cũng trộn đâu, mình cũng phải đọc protein rồi chất béo rồi các kiểu, mình cũng phải đọc thành phần trong đó rồi mình mới tính toán cộng trừ nhân chia rồi ra, mình tính tỷ lệ đầu ra sao cho nó phù hợp. Đó, lúc đó thì mình trộn ra cá bé màu của mình ăn, cái đàn cá mình ăn mới phát triển tốt được. Các bạn trộn mà các bạn không có tính toán gì trong đó thì bảo đảm là không được ha, bảo đảm là không được rồi. Lúc đó là cá ăn, đồng ý cá ăn thì nó vẫn ấy đó, nhưng mà cái chất dinh dưỡng không đủ thì đàn cá của bạn cũng sẽ không phát triển. Đó là cái bài rồng xanh của mình nè. Đó thì có một bạn hồi sáng này hôm qua nhắn tin mình ở Đồng Nai lận, muốn đặt cá rồng xanh của mình. Đấy. Rồi hồi sáng này mình mới lựa ra 5-6 con mình chụp hình cho bạn đó xem. Đó. Rồi mình mới vừa thả vô mà chưa thấy, mình gửi hình rồi nhưng mà chưa thấy bạn đó phản hồi. Đó. Ở đây đó thì mình sẽ nhốt chung cá trống chung, thì mình sẽ không có chỗ, thành ra mình sẽ không tách cá nhiễm ra, mình không tách cá nhiễm và cá kia ra. Nhưng mà thực chất ra mình bắt mình bán cho các bạn, mình bắt mình share lại cho các bạn á, là mình sẽ lựa những con cá đẹp chứ không phải là những con cá xấu, những con cá chuẩn đàng hoàng, rồng xanh chuẩn thì mình mới ấy chứ, danh tiếng đồ, uy tín đồ của người chơi cá. Đó, mình chỉ sợ giao tới tay các bạn là cái con cá nó mệt đó, lúc đó là nó sợ nó có hao hụt rồi thôi, chứ các bạn đừng có lo mà cái chuyện mà cá mình giao cho các bạn là mình treo đầu dê mình bán thịt chó, không có chuyện đó đâu nha. Cái kênh YouTube của mình còn chành ảnh ở đó mà các bạn lo cái gì. Mình phải làm cái máng ăn, mình cất công mình làm cái máng ăn ngày hôm qua. Mình phải đi ra mình mua chục chén nhỏ này để cho có các con ăn nè, mình mua một chục chén bự nữa, một chục tô bự để cho cá bự ăn. Đó, mà không đủ, mình không ngờ là cái số lượng cá của mình nó nhiều như vậy luôn. Nuôi tới bữa nay mình mới xác nhận lại được là cá mình nhiều quá, một chục chén, một chục tô mà không đủ cho tụi nó ăn thì các bạn biết mình không ngờ nuôi càng ngày nó càng nhiều nha, nuôi càng ngày nó càng nhiều. Đó, mình bỏ vô đa số là cám nó chìm nè các bạn thấy không, thành ra khi mà bạn trộn thức ăn chung với trứng này á thì cám nó sẽ vón cục, vón cục là chuyện bình thường. Cám của mình đã đâm nhuyễn rồi, mình trộn thì nó rất là đều, độ đều rồi khỏi phải bàn, nhưng mà nó sẽ vón cục, nó sẽ chìm. Lúc đó, đó là khi mà bạn không làm món ăn á thì cá nó sẽ, cám nó bỏ vô á nó sẽ tan ra ngoài, nó sẽ rồi tơi ra rồi cá nó mới ăn. Đó, lúc đó là cái con cá rớt xuống đất, rớt xuống, nếu mà không có máng ăn đó là nó rớt xuống đáy. Rồi cá bắt đầu cá ăn lại là lúc đó là có chuyện xảy ra nữa. Ở đây là mình hơn 100g nha, hơn 100g, cái này là mình ăn một tuần lễ đó. Mình bỏ tủ lạnh, tủ lạnh mình chỉnh nó nhiệt độ là thấp chứ không có cao. Nó bảo quản bằng tủ lạnh, tại vì khi mà mình có trộn men tiêu hóa sống vô rồi á thì mình làm cái biện pháp là làm chín không được, thành ra mình phải sử dụng cái biện pháp sấy khô bằng tủ lạnh này. Đó, thêm cái nữa mà các bạn, thành ra cái này mình sẽ bảo quản không được lâu lắm, một tuần lễ là tối đa đối với mình. Một tuần lễ chưa chắc gì là ok nữa, nhiều khi là nó hư trước một tuần lễ luôn, chạy theo điều kiện tự nhiên, điều kiện thời tiết nữa các bạn. Đó, đáng lẽ là mình phải bỏ vô cái hũ nữa, nhưng mà do mình còn mình sấy cho nó càng ngày nó càng khô á, bỏ tủ lạnh thì nó càng ngày nó càng khô, thì lúc đó là nó ấy thôi. Cái bài cá của mình nè. Đó. Sẵn đây mình báo cho bạn một chút xíu cái tên bồn là mình hết hồ rồi. Bầy này giờ mình không biết ra đường nào luôn nè. Quá trời, cả con nó xin ăn nè các bạn, thấy không? Nó cho vô là nó ăn. Bài này là mình phải để 2 máng, đặc biệt cái bài này mình phải để 2 máng, tại vì số lượng đông quá. Đó, mình sợ cá bự dành ăn với cá con các kiểu rồi, ra mình phải để 2 máng. Mình mới vừa mua tấm lưới về nữa kìa. Đó, để mình làm lồng đẻ cho ấy nữa, rồi mình còn ôi đủ thứ. Mình nói thật chứ nuôi cá màu này các bạn lo làm lồng đẻ, các bạn lo cá hồ cho nó không là hết thời gian rồi, chứ ở đâu mà thật sự là như vậy. Đó, để mình mời các bạn qua đây. Cái dàn này để mình cho tụi nó ăn sau. Đó, mời các bạn đi vòng lại thăm cái bầy rồng đỏ của mình nè, các bạn thấy không? Đó, mình cũng tụi này mình rất là thích tụi này, các bạn thấy cưng không? Hôm bữa các bạn đòi xem cái bầy rồng đỏ này của mình. Đó, mình cũng đã có làm cái video rồi, hơi vụng về chút xíu nha các bạn, hơi vụng về chút xíu. Đó, mong các bạn thông cảm nha, mình chỉ vớt vài con mình show cho các bạn xem thôi, còn mình vớt hết bầy thì không được rồi. thì cái nước của cái bài này nó như vậy rồi, thành ra mình vớt hết bài không được. Nè, cái bài này là bài hôm bữa coi ghét y là gen đẻ ra mà đó. Mình thông báo với các bạn là cái con cá quay của mình nó còn không nha. Hồi tối này mình thăm, là mình thấy nó vẫn còn quay, không biết nó đâu rồi đó. Ban đầu mình cũng sợ là mình đưa cái máng vậy rồi nó đâu có lên ngôi lên mà nó ăn được, thành ra mình cũng đi thăm tụi nó thường xuyên đó, cho cái bầy ở ngoài ăn. Bầy này không có lên tay rồi các bạn. Thôi coi gen, đúng coi gen đẻ ra cá con lên màu đó, ok. Nhưng mà hy vọng mà cái con trống nhỏ này nó sẽ lên tay nè. Đó, các bạn thấy đỏ ở trên, nó đỏ luôn phần lưng thì ngon lành nè. Đó, bạn thấy cha với mẹ nó đỏ ghê không, đỏ tươi luôn. Mà con thì bầy này mình không có làm máng được, hết đồ nó không có làm máng cho nữa, nó kệ cho tụi nó ăn chay luôn. Hôm bữa là nó cũng thấy, nó cũng muốn bệnh hết hồn các bạn. Trời mưa ban đêm mà quá trời mà thấy nó cũng muốn bệnh, thành ra cũng hết hồn rồi. Múc cho nó muỗng muối bỏ vô đó, rồi theo dõi thường xuyên thì bữa nay thì ổn ha, hôm bữa có con trống nằm đáy nó bệnh, nó buồn cũng là rung chứ bộ. Thì vốn mình có nhiêu đó mà xuất hiện 1-2 con cá trống nữa nè. Đó, mình cho ăn thì nó cũng quen rồi, cái bài ấy hồi nãy là mình rút cái ấy của nó ra là tại nó chặt quá rồi. Mình để đó nó chặt quá, mình không có dọn vệ sinh rồi được, mình không có coi rồi được, rồi thôi mình rút cái lòng đẻ của nó ra luôn. Còn đây nè, lòng đỏ rip bông. Trong đây thì có vài con máy, sọt, không có rip bông nhưng mà sọt, để mà mình lấy trống rip bông mình ép lại để lấy sọt rip bông. Đó là thật chứ các bạn. Cái này nó nước dơ quá rồi, kệ cho nó ăn đi, chiều xong rồi mình sẽ thay cho nó. Đó, cho ăn cái kiểu này thì nó sẽ có cái tình trạng là có thể là dư thức ăn nha các bạn, nhưng mà không sao. Đó, mình canh tới trưa tầm khoảng 12 giờ ha, sau 3 tiếng đồng hồ mà nó ăn không hết thì mình sẽ lật cho mấy con ốc ăn. Trong hồ mình ốc nhiều lắm, ốc bao la, các bạn khỏi phải lo cái vấn đề đó. Nè, còn bên đây cái bầy cá vàng cá bạc của mình đẻ qua trời, đẻ trong đây luôn nè. Các bạn không thấy thôi chứ mình nói thật chứ nó đẻ mình thấy mà mình choáng. Cái lá trầu bà này các bạn biết tại sao nó hư không? Cái con ốc á, con ốc nó bù, cái nhớ con ốc nó dính hư cái lá luôn, úi cái lá luôn. À, các bạn xem rất là nhiều cá con nha. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video theo mình. Cho các bạn ghé các bạn thăm bài Full Red con của mình nè. Rồi mình sẽ kết thúc video ở mình sẽ dừng ở tại đây luôn. Đó, báo cáo các bạn đó là bài này của mình đó thì cái mức độ lớn của nó thì nó không nhanh nha, nhưng mà nó đảm bảo chưa có hao hụt. Rồi bye bye các bạn nha.